I'm rich. Hello everybody, welcome to Health với Kinh Tế. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con lộc. Không phải là giới thiệu mà là giới thiệu lại ha, và hướng dẫn các bạn lên VIP ha. Thì hôm nay cũng là hôm nay là tỷ lệ nạp nó có cái gì đây? Hôm nay nó không, đây nó khuyến mãi nè. Hôm nay là nạp 100 tệ thì được full cái nón của Ace, nhưng mà không được cái hồn của Ace. Đây. Đây, nạp 100 tệ hôm nay thì được nhận Aoki ha. Nhận con Aoki 3S ha. Đây. Đây mình vào cho các bạn xem con Aoki. Các bạn chờ những cái event như vậy đó, những cái quà nạp như vậy đó các bạn nạp ha. Nạp 100 tệ thì nó sẽ có giá trị ha. Aoki đâu rồi? Aoki đây. Aoki 3S nè. Đó. Nhìn tù bãi. Rồi thì hôm nay mình sẽ ăn lên VIP 14 ha, để mở Tabo. Đó. Rồi, đây. Bây giờ chúng ta chạy ha. Cái điểm rồi đây. Đây là mình còn 3000 điểm nữa là đủ lên VIP 14 nè ha. Đó, VIP 14 xong rồi chúng ta vào trong này. Cái đăng nhập ngày này nó lỗi mẹ rồi. Không là nhận được mấy cái rương này nè. Tào lao thì. Đây, VIP 14 nè. Đó, Tabo 100 hồn. Dưới tàu Mary. Đó. Rồi bây giờ nè, chạy nhiệm vụ hàng ngày nè ha, là các bạn sẽ được 3000 nè. Trong khi là ở đây là được bao nhiêu đó là đủ. Ôi vẫn không đủ má ơi. À đây nè, 3000 là đủ. Ok, giờ chạy thôi. Bạn chạy full nữa đó ha, full cái đó là được. Đây Bergy bữa mình chạy được 3 sao rồi. Mà để chạy lại cho các bạn xem. Cái đội hình này không biết chạy được không đây. Đội hình mình cũng thuộc dạng cùi rồi các bạn ơi, không có mà tinh xảo gì cho lắm. Idol chết rồi. Chắc không qua khỏi quá. Rồi, không qua khỏi luôn. Ghê lắm, cái map này ghê lắm. Đánh không có lợi cái con ga đó đâu. Đó, trước khi là phải giết thằng ga trước. Má ơi, rồi đi luôn tướng chính rồi, rồi. Đi luôn tướng đam rồi. Ghê lắm, tao nói ghê lắm mà.
đổi tàu. Ta lấy này đi. Đó, thằng ga tới là thấy ăn cám rồi. Đậu phụ. Giết đường ga là thấy khỏe rồi. Dạ. Ace hốn lắm các bạn ơi. Bởi vậy bữa nay mình mới ăn Ace nên mình mở cho các bạn xem nè. Đánh một lần nữa ha. Lần nữa không được thì mình quét luôn cho nó lẹ. Dứt, đừng có bị hút máu, đừng, bồi máu lên con. Dứt nó đi, dứt nó, hay quá, hên quá. Cứu được một bàn hua trong thấy rồi, một em đã chết. Bơm máu liền con, bó, ra chiêu đi con, dứt, hay lắm, còn mình sao bô rồi, dứt được. Rồi, mất một con hồi máu. Em đã hồi sinh, đậu phụ. Chết. Đừng. Đúng rồi. Bo lên nổ cái nè. Đó. Rồi bo ra đi. Giờ cuộc chiến của hai người đàn ông đó. Đó, Sabo và Ace. Thằng nào sẽ thắng đây còn mười mấy giây rồi. Rồi. Ace thắng rồi. Ủa lộn, Sabo thắng rồi. Thằng Marco hô rồi. Đậu phụ vừa hết giờ. Hết thời gian thôi như mày. Đây bữa nay thì phải giành chiến thắng trong này. Nó chua lắm mấy bạn ơi. Không có dễ ăn của nó đâu. Buggy cũng chua lắm đó các bạn. Đó. Mr. 2 đã bị hạ. Bon trai đã bị hạ rồi đó. Giờ chỉ còn thằng Smoke. Á đù, Buggy hồi sinh kìa. Tào lao vậy. Chết rồi. Còn 30 giây. Giết được Smoke rồi. Quay ra, dứt. Tập trung là đánh Buggy nè. Đó, qua luôn, hên quá. Rồi, qua luôn là đầu tiên là đóng băng tụi bay lại nè. Đó. Sau đó là bơm máu. Đó, sau đó là khống chế tiếp. Bây giờ, có bộ khống chế không có khả thi với mấy thằng này rồi. Rồi. Đó các bạn, mình đánh cho các bạn thấy là năng lực mạnh mẽ của Sabo ha. Đó. Ý, hồi máu đi con, hồi máu đi. Á đù, đừng, thằng ga nó ghê gớm lắm các bạn. Rồi, thấy chưa, nói mà. Không ăn nổi nữa rồi. Bỏ bớt cái này ra coi. Đi hai thằng đam. Á, bị gì vậy?
đi hai đam có bộ lẹ hơn à. Nhưng mà chủ yếu là mình đi rồi xong luôn, một đam đã đi. Rồi đi luôn đội hình rồi, cậu phụ. Hải này khó quá. Rồi đi quét Hải cho lẹ. Làm xong nhiệm vụ để nhận A-xe cho các bạn xem. Đây là đi chiếm đảo ha, đó. Cũng như là Hải Viễn Chinh trong Dota truyền kỳ vậy các bạn. Đánh tương tự như đánh Hải Viễn Chinh ha. Zoro 2S. Đội hình này có bộ khó chơi nè, đó. Không biết chừng nào nó mới ra Kaido với Big Mom ta. Hai cái đó ra có bộ hiếm á. Đội hình này cũng tép riêu luôn, qua lẹ cho rồi. Ở đây là mình đang đi chopper 1S ha, tổ 2S nhưng mà chopper chưa tiến quá đó. Hiện tại thì full đội hình của Luffy thì chỉ mới có Zo thì Luffy ha, Luffy Gate 4 được 3S và con Zoro. Zoro hôm bữa mình up tấm hình cho các bạn xem đó. Là được 3S thôi. Zoro One Work. Mới được có hai con ha, Sanji thì là chưa. Sanji chưa có cái chưa sử dụng hết cái bình ga của gia đình đó. Ây da, rồi rồi ăn cám luôn. Hàng độc đó hay ghê luôn á. Mai chịu chứ phải là một con. Mỗi này leo cây. Leo cây đậu thần. Mình leo không nổi. Nghỉ luôn. Các bạn làm hết cái nhiệm vụ hàng ngày ha. Ăn được không ta? Không biết ăn nổi không đây. Rồi nuốt không trôi rồi. Đi đánh con linh thú.
Bò là có thể tự hồi máu nha các bạn. Đó, bò rút máu cũng ngon lắm. Chơi nếu mà đội hình tốt thì các bạn có thể chọn những con mà hồi máu, rút máu như vậy nè, sẽ tốt hơn. Đỡ lệ thuộc vào con Chopper ha. Bây giờ mình sẽ rút con này ra, bỏ một con Chopper bơm máu vô. Zanzi đang bị chết dần. Chopper không bơm máy kìa, bơm máu kịp cho Zanzi ha. Này là phải lên Chopper cho mạnh mạnh thêm để cho nó bơm máu thôi. Chứ hiện tại là nó bơm máu đang bị ít ha. Và con Chopper này mình chưa có lên gì hết luôn. Hình như con Zoro 3S nó là có tự hồi máu luôn các bạn. Còn đây là con Lu để vô chiến trường này cho các bạn xem. Đây, top 1 đã có con Zoro rồi các bạn. Đây là Luffy nè. Hết đủ, ghê không? Lên mát đồ luôn. Rồi, Zoro đâu rồi? Chắc chưa up lên Zoro. Ở đây có Miho ở gì râu trắng nè, đó. Miho nè. Top 1 đó các bạn. Đó, ở đây là Aoki. Aoki nè. Akainu, đó. Này là Sengoku. Đó. Rồi ở đây là cái gì? Doflamingo. Đó. Còn ông này là ông này ủa con này 3S hả? Tôi kiếm đâu được con này 3S rồi ta? Ở trong shop con này chỉ có 2S thôi các bạn. Mình đang tìm con này nè. Con này đi cũng ngon lắm nè, nó hút máu ghê lắm. Morilla thì làm mất cái mất điểm nộ đó. Ở đây thì có Ray nè, đó. Đủ đội hình này, trời ơi, Ray rồi San. Đu, ở đây có luôn râu đen nè. Trời ơi, đội hình quá ngon. Đây là vô đây chúng ta làm nhiệm vụ cái này nữa, là chúng ta ra chúng ta coi có bao nhiêu điểm rồi. Vô đây đánh thôi chứ hiện tại là mình đang đứng hạng 6 ha. Đánh lên nữa không nổi. Thua rồi. Đánh ghê quá, đánh không nổi. Đây đang đứng hạng 6 nữa ha. Đánh hạng 2 cho các bạn xem.
hạng 2 có con Luffy, Luffy cũng rất là khá. Đánh mình phải lựa những con nào yếu mình đánh nha các bạn, mới lên top được. Thật ra thì cái top này mình lấy cũng không làm gì hết các bạn, tại vì mấy con tướng trong này mình cũng đã đủ rồi. Mình chơi game này không phải là thắng thua gì, mà chủ yếu là mình gom cho đủ tướng ha, chứ mấy con tướng mình cũng không có lên sao thêm nữa. Một sao là để một sao, hai sao là để hai sao. Bạn nhớ là làm full nhiệm vụ mỗi ngày nha. Đủ điểm cho đây, vẫn còn thiếu 10 điểm. 10 điểm gì đây? 10 điểm mua hệ lực. Các bạn cứ ăn mát 200 hệ lực ha, để mà gom lại mình còn hơi mua thêm đồ vật tư này nọ. Rồi, đó. 1 2 3 1.500 rồi đó. 3.500 nữa là 4.500, 4.500. Đó, đủ VIP. Đủ VIP 14 rồi nè, ra cho các bạn xem. Đó, lên VIP 14 rồi nè. Còn VIP VIP 15 là thôi xa vời quá ha, không biết chơi lúc đó mình còn chơi nữa hay mình nghỉ rồi. Rồi vô mở sao. Chủ yếu là hôm nay review cái con đó. Sabo, Sabo, Sabo chê. Đâu rồi, đâu rồi? Đây. Cầm long công á, hay là hàm long công gì quên này. Rồi review cho các bạn là hành trình lụm con A xe về thôi ha.
có lộn con Sabo. Sabo này thì ngon hơn con AC ha. AC thì lúc đầu các bạn nạp thì nó đã cho rồi, nhưng mà con nó hình như có 2 sao hay nhiều. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye, video dài quá rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Rảnh thì làm cái series lụm cái Sabo cho các bạn xem vậy thôi. Là một tập đó, hành trình lụm Sabo. Rồi Sabo 3S nha, chứ không phải thường đâu. Các bạn thấy nãy vậy đó, đa số là người chơi chơi con Sabo này là toàn nhân vật cấp cao không. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.